Sau khi chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và báo cáo một số quy định của Thông tư 06 hạn chế cho lĩnh vực bất động sản vay vốn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10 nhằm ngưng hiệu lực một số quy định tại Thông tư 06 theo hướng dẫn người dân, doanh nghiệp vẫn được vay ngân hàng trong các trường hợp nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều có thể hưởng lợi từ thông tư này. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 thuộc điều 8 của Thông tư số 39/2016 được ban hành với mục đích cao nhất là kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn của các khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đến bất động sản cho rằng các quy định này đã dựng nên rào chắn trong tiếp cận tín dụng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi thông tư này để hỗ trợ cho quá trình tái cấu trúc của các doanh nghiệp ngành bất động sản thông qua chuyển nhượng vốn tại các dự án cho các nhà đầu tư có năng lực vận hành tốt hơn hoặc thông qua cơ chế hợp tác kinh doanh với đối tác. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có hành lang pháp lý để có thể cho vay đối với người đi mua bất động sản chưa có đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép bán hàng nhưng đã đủ các điều kiện về pháp lý. Ngoài ra, điều này cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản trong việc đi vay để đầu tư, mở rộng quỹ đất hoặc đầu tư vào một dự án mới. Giới chuyên gia kỳ vọng, với việc chính phủ liên tục có các biện pháp tháo gỡ, sửa đổi khung pháp lý cho bất động sản và mặt bằng lãi suất trên thị trường liên tục hạ nhiệt, nhóm bất động sản vẫn được kỳ vọng sẽ dần quay trở lại cuối năm 2023 và đặc biệt là hồi phục rõ rệt hơn trong năm 2024. Theo công ty chứng khoán ACB-ACBS, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều có thể hưởng lợi từ thông tư này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bất động sản được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland, công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh. Theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước công bố, 6 tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản tăng trưởng 4,68%, tương đương với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 4,73%. Đặc biệt, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng với tốc độ cao hơn rất nhiều, 17,4%, cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dòng tiền trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đổ mạnh vào thị trường cho thấy tâm lý hưng phấn lẫn độ kỳ vọng rất cao cho thị trường tháng 9, dù đã có một số phiên sụt giảm mạnh tới 4,5% trong tháng 8. Điều này làm nhiều người tự hỏi liệu rằng đây có phải là một cơ hội giải ngân tốt cho các nhà đầu tư chậm chân trong giai đoạn trước và đâu sẽ là nhóm ngành hàng tiếp theo mà dòng tiền thông minh nên để ý tới. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền hình VOV với chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Joanta Phí Vĩnh Quý để hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Sau khi VN-Index có một phiên sụt giảm rất lớn lên đến 4,5%, thì liệu đây có phải một khoảng thời gian hợp lý để các nhà đầu tư lỡ chậm chân trong giai đoạn trước bước vào thị trường? Và liệu anh có lời khuyên nào cho những nhà đầu tư lỡ mua phải vùng giá quá cao như là khi VN-Index trên vùng 1.240 điểm? Nếu mà mình nhìn một cách tổng thể thì trong những cái thời kỳ ngắn hạn, ví dụ chúng ta nhìn khoảng 3 tháng hay là một vài tháng, thì cái việc mà tham gia thị trường ở cái thời điểm này nó sẽ rất là khó đưa ra một cái đánh giá cụ thể. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn trong một cái khoảng thời gian nó dài hơn một chút, ví dụ chúng ta nhìn trong cái khoảng thời gian mà khoảng tầm 5 hay là 3 hay 5 năm đi, thì ở cái thời điểm định giá hiện nay, định giá chung của thị trường nó vẫn là cái vùng gọi là khá là hấp dẫn. Định giá về P/B cũng như là P/E nó chỉ đâu đấy là tương đương khoảng giữa năm 2020 thôi. Và nếu mà so với những cái thời kỳ như thế nào 2018 hay là 2021, 2022, thì cái mức định giá chung của thị trường tôi cho rằng nó vẫn đang ở cái mức khá là hấp dẫn. Và đối với những cái nhà đầu tư mà chậm chân với cái sóng tăng cổ phiếu từ khoảng đầu năm đến giờ ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn có một cái nhìn chung và dài hạn thì thời điểm hiện nay chúng ta vẫn có thể tham gia được thị trường và vẫn có thể là chọn lọc những cái cổ phiếu phù hợp để mà đầu tư và nắm giữ. Và ở thời điểm này thì tôi đánh giá là thị trường nó vẫn còn rất nhiều cơ hội tiềm năng. Đối với những nhà đầu tư mà đã mua ở cái vùng giá khá cao cái đợt vừa rồi và gọi là chứng kiến cái sự sụt giảm tài sản của mình ấy, thì dĩ nhiên là có những cái mã nó giảm 10 hay là thậm chí 15-20%, thì có những nhà đầu tư là có những cái danh mục ở trạng thái thua lỗ khá là sâu rồi. Đấy, thì cái vấn đề đối với những cái nhà đầu tư mà ở cái trạng thái như vậy thì chúng ta sẽ phải nhìn lại cái danh mục cái cổ phiếu của mình, xem là những cái cổ phiếu của mình đang đầu tư, đang nắm giữ ấy, cái đánh giá cái triển vọng của những cái cổ phiếu đấy. Nếu mà những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu về cơ bản nó khá là tốt, hoạt động kinh doanh của nó tương đối ổn định và chúng ta thấy rằng là cái mức định giá nó không phải là cái mức định giá quá rủi ro ấy, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ, vẫn có thể chờ tin tưởng vào cái hoạt động kinh doanh nó được cải thiện trong cái những cái quý tiếp theo thì cái cổ phiếu nó có thể hồi phục. Tuy nhiên là nếu mà danh mục chúng ta mua dính những cái cổ phiếu mà có tính đầu cơ cao, mua ở cái mức định giá quá cao, hoặc là những cái cổ phiếu mà trong danh mục chúng ta nắm giữ nó là những cái cổ phiếu về bản chất nó khá là rủi ro ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc là trong những cái sóng ngắn như vậy chúng ta có thể phải chấp nhận phải cắt lỗ
phải cơ cấu danh mục làm sao để mà mình có một cái danh mục mà nó tương đối an toàn và nó về mặt chung và dài hạn nó phải tích cực, nó phải hỗ trợ cái hoạt động đầu tư của mình. Còn trong những cái chu kỳ, trong những cái biến động ngắn hạn ấy, thì có rất nhiều những cổ phiếu mà nó có những cái biến động rất là lớn và đó là cái mà vấn đề quản trị rủi ro mà nhà đầu tư cần phải quan tâm. Cũng có nhiều người cho rằng những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn như này là một cơ hội tốt để dòng tiền dần chuyển dịch từ những nhóm cổ phiếu đã tăng quá nóng trong thời gian qua sang những ngành tiềm năng khác. Vậy theo anh, những nhóm ngành nào sẽ là nơi mà các nhà đầu tư nên để ý trong giai đoạn tiếp theo? Tình hình kinh tế năm nay thì chúng ta thấy là cái mặt bằng chung của nền kinh tế nó vẫn còn khá là khó khăn. Những cái ngành mà đầu tàu của nền kinh tế, ví dụ chúng ta thấy là những cái ngành mà đầu tàu trên thị trường chứng khoán, ví dụ như ngành bất động sản nó vẫn rất khó khăn này. Ngành ngân hàng thì năm nay cũng đối mặt với cái chi phí vốn rất là cao và cái biên lợi nhuận nó không tốt như những cái năm trước đây. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái câu chuyện dài hạn hơn một chút, chúng ta nhìn ở thời điểm cuối 2023 hoặc nhìn sang 2024 đi, thì chúng ta sẽ thấy là trên thị trường ấy, nó vẫn còn rất nhiều những cái câu chuyện. Ví dụ như thể ngành ngân hàng, thì năm nay là ngành ngân hàng đối mặt với cái chi phí huy động rất là cao, đó là những cái món vay, những cái món mà huy động tiền gửi của người dân từ thời điểm cách đây khoảng 6 tháng đến 9 tháng. Lãi suất thời điểm đó trên thị trường nó lên đến đâu đó khoảng 11-12%. Thì bây giờ chúng ta thấy cái câu chuyện là cái lãi suất huy động ấy, nó đã giảm rất sâu rồi. Nó về cái mức đâu đấy khoảng 6-7%, thậm chí dưới 6%. Thì cái đó ấy, nó sẽ phản ánh vào cái báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng trong vòng 2-3 quý tiếp theo. Thì tôi cho rằng là cái NIM, tức là cái biên lãi thuần của các ngân hàng ấy, nó sẽ cải thiện trong những cái quý đầu của năm 2024 và cái kết quả kinh doanh của cái ngành ngân hàng ấy, nó sẽ khá là tích cực trong năm sau, mặc dù là ngành ngân hàng vẫn đối mặt với các áp lực nợ xấu. Và ngoài ra ấy, thì có một cái điểm mà tôi thấy ngành ngân hàng nó còn rất nhiều triển vọng là chúng ta thấy là trong những cái cổ phiếu ngân hàng ấy, còn rất nhiều những cái cổ phiếu mà nó chưa phục hồi được nhiều. Tức là ngày xưa cái thời điểm mà VN Index nó ở cái vùng 1.300-1.400 thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng nó lên cái vùng đỉnh rất là cao. Và sau khi sập một cái nhịp rất sâu trong 2022 thì hiện nay rất nhiều cổ phiếu trong ngành ngân hàng nó vẫn hồi phục khá là thấp và nó hồi phục thấp hơn cả mức VN Index. Thì đó là những cái cơ hội mà chúng ta có thể nghiên cứu và cân nhắc. Ngoài ra thì chúng ta thấy là trong năm 2023 này chúng ta vẫn đang còn cái câu chuyện rất là tích cực từ đầu tư công. Tức là nửa đầu năm 2023 thì kinh tế của chúng ta rất là khó khăn, tăng trưởng rất là thấp và chính phủ thì rất đang cố gắng đẩy mạnh cái hoạt động đầu tư công trong nửa cuối năm 2023 để mà làm sao cho cái nền kinh tế nó được thúc đẩy, được phát triển. Thì cái câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công ấy nó cũng sẽ mang đến những cái câu chuyện tích cực cho một số những cái doanh nghiệp trong cái ngành mà có liên quan đến hoạt động đầu tư công. Thì đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể là quan tâm và tìm hiểu. Còn trong ngắn hạn, trong cái thời gian sắp tới thì gần đây chúng ta thấy báo chí đưa tin là Tổng thống Joe Biden là chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Và khi mà Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam ấy, thì chúng ta thường là thấy là sẽ có những cái hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết và một số những cái doanh nghiệp mà có hoạt động kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tôi nghĩ là có thể sẽ có những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi. Thì những cái ngành mà chúng ta xuất khẩu vào Mỹ rất là nhiều thì có những ngành như thế là dệt may, thủy sản. Thì đó là hai ngành mà chúng ta có cái kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ rất là nhiều và chúng ta những nhà đầu tư có thể là quan tâm thì theo dõi những cái câu chuyện, những cái diễn biến của cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ xem là chúng ta có cái câu chuyện tích cực nào không thì có những cái doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ cái chuyến thăm này. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ tháng 9 năm 2023, nhiều chính sách mới nổi bật bắt đầu có hiệu lực, trong đó có những chính sách liên quan đến công chức viên chức như quy định về đánh giá cán bộ công chức viên chức. Nâng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công có hiệu lực từ ngày 5 tháng 9 năm 2023, Nghị định số 55/2023 ngày 21 tháng 7 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021 ngày 24 tháng 7 năm 2021. Ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng. Thay đổi cách đánh giá công chức viên chức. Chính phủ ban hành Nghị định số 48/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020 về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức viên chức. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 với 5 điểm mới trong cách đánh giá công chức viên chức. Trước hết, Nghị định bổ sung hướng dẫn xếp loại công chức viên chức bị kỷ luật đảng. Điểm mới thứ hai, Nghị định sửa tiêu chí xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ.
Điểm mới thứ ba, thay đổi phương thức lưu trữ kết quả đánh giá xếp loại. Điểm mới thứ tư, nghị định quy định không xem xét lại kết quả xếp loại chất lượng trước ngày 15 tháng 9 năm 2023. Điểm mới cuối cùng của nghị định số 48 là về việc ban hành quy chế đánh giá. Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc. Theo thông tư số 11/2023 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 điều chỉnh tăng thêm 12,5% mức trợ cấp hàng tháng trên mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại điều 2 nghị định số 42/2023. Theo đó, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ mùng 1 tháng 7 năm 2023 tính theo công thức. Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 bằng mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 nhân 1,125. Nếu sau khi điều chỉnh mà mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc được hưởng thấp hơn 3 triệu đồng một tháng, sẽ được điều chỉnh tăng thêm. Những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng dưới 2,7 triệu đồng một người một tháng được tăng thêm 300.000 đồng một người một tháng. Những người có mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 2,7 triệu đồng một người một tháng đến dưới 3 triệu đồng một người một tháng được tăng lên bằng 3 triệu đồng một người một tháng. Quy định mới về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt. Bộ Giao thông Vận tải ban hành thông tư 14/2023 ngày 30 tháng 6 năm 2023 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt, di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt. Theo thông tư 14/2023, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện được quy định như sau. Cục Đường sắt Việt Nam tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, đường sắt chuyên dùng, trừ trường hợp theo quy định 2 sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị nêu tại phụ lục 2 ban hành kèm theo thông tư này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức cấp, cấp lại, thu hồi, xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện trên đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị theo quy định của thông tư này. Thông tư nêu rõ, trường hợp không cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu và nêu lý do. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Bổ sung quy định cho vay bằng phương tiện điện tử. Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư 06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 39/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Theo đó, thông tư bổ sung mục 3 chương 2 hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử. Theo thông tư quy định, tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng, đặc điểm của khoản vay, đảm bảo an ninh, an toàn, bảo vệ thông điệp dữ liệu và bảo mật thông tin, phù hợp với quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền, giao dịch điện tử, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quản lý rủi ro và các văn bản pháp luật có liên quan. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2023. Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 52/2023 hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi thường xuyên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định số 80/2021 của Chính phủ. Theo thông tư, đối tượng áp dụng là doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng các quy định tại chương 2 Nghị định số 80/2021 về tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kinh phí thực hiện các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại thông tư này bao gồm nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên, bao gồm ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách, nguồn đóng góp tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trong và ngoài nước và nguồn kinh phí hợp pháp khác ngoài ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, thành phố Hà Nội vừa duyệt danh mục cập nhật các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong các kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố giai đoạn 2021-2025 đợt 1. Các dự án cập nhật đợt 1 gồm 8 dự án nhà ở xã hội, 122 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, 1 dự án đầu tư xây dựng mới, 7 dự án đang rà soát theo chỉ đạo của thành ủy. 8 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm nhà ở xã hội cao tầng Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cao tầng tại 393 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, khu nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, dự án khu nhà ở Minh Đức, phần nhà ở xã hội tại ô đất CT tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, khu nhà ở xã hội CT4 Đông Anh, huyện Đông Anh, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Đức Thượng tại thôn Phú Đa, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, khu nhà ở xã hội kết hợp bãi đỗ xe tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, dự án xây dựng nhà ở xã hội tại khu chức năng đô thị Tây Tựu tại phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm. Các dự án này ước có tổng mức đầu tư là 8.114 tỷ đồng, cung cấp khoảng 485.120 m2 sàn nhà ở, tương ứng 5.572 căn hộ. Ngoài ra, thành phố cũng cập nhật 122 dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, dự kiến sẽ cung cấp được 25.139.755 m2 sàn nhà ở, ứng với 91.322 căn.
cập nhật một dự án đầu tư xây dựng mới, 7 dự án đang rà soát theo chỉ đạo của Thành ủy. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, việc bổ sung cập nhật danh mục các dự án trên là cơ sở để Ủy ban nhân dân các quận huyện triển khai chủ trương đầu tư, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án. Theo Bộ Giao thông Vận tải, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chuẩn bị đầu tư 64 dự án. Năm 2023, có 12 dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến sẽ tiếp tục khởi công. Tính đến nay, có 60 trên 64 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư. 4 dự án chưa được phê duyệt đang được tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định gồm dự án kết nối Hà Giang với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1, dự án mở rộng một số cầu, hầm trên quốc lộ 1A, dự án đấu nối dây giữa ga Lào Cai với ga Hà Khẩu Bắc và dự án nâng cấp cải tạo 3 tuyến quốc lộ 53, 62, Nam Sông Hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Với 60 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, có 17 dự án đang được tích cực hoàn thiện các thủ tục để phê duyệt trong năm 2023. Ngoài ra, còn có một số dự án cũng đang được tích cực hoàn thiện các công việc liên quan để khởi công trong năm 2023. Tháng 9 năm 2023 này, dự kiến khởi công 3 dự án gồm nâng cao tĩnh không các cầu đường bộ, cắt qua tuyến đường thủy nội địa quốc gia giai đoạn 1 khu vực phía Nam, đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng. Trong quý 4 năm 2023, có 7 dự án dự kiến được khởi công gồm nâng cấp tuyến cao lãnh Lộ Tẻ trên địa phận tỉnh Đồng Tháp và thành phố Cần Thơ, nâng cấp mặt đường tuyến Lộ Tẻ rạch Sỏi trên địa phận thành phố Cần Thơ và tỉnh Kiên Giang, cầu Đại Ngãi trên quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, nâng cấp đoạn km 18, km 80 quốc lộ 4B, đường Hồ Chí Minh đoạn Trơn Thành, Đức Hòa, dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý phương tiện, người điều khiển, vận tải, an toàn đường sắt. Cùng đó là các dự án đầu tư xây dựng các đèn biển, đá lát, Tư Chính A, Bãi Dinh, Phúc Nguyên, Mũi La Gàn, Bãi Cạn Cà Mau, Trường Sa Đông, Phan Vinh, Sậu Đông, Lạch Ghép, Lạch Quen, Cửa Vạn, Hòn La. Mới đây, các lãnh đạo của BRICS vừa đồng ý kết nạp thêm 6 thành viên vào khối gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập. Tư cách thành viên của họ sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Việc mở rộng này sẽ mang lại sức sống mới cho cơ chế hợp tác và phát triển của BRICS. Trong hai thập kỷ qua, thế giới đã chứng kiến sự thay đổi sâu sắc về kinh tế và địa chính trị toàn cầu khi sự trỗi dậy của các quốc gia BRICS bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã tạo ra một đối trọng ngày càng tăng đối với sự thống trị truyền thống của G7. Cán cân quyền lực kinh tế và địa chính trị của hai khối này bắt đầu có những tín hiệu thay đổi mới sau khi công bố quyết định mời thêm 6 quốc gia vào khối bao gồm Argentina, Ai Cập, Iran, Ethiopia, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập. Khối mới sẽ đại diện cho 46% dân số, chiếm 29% tổng sản phẩm quốc nội GDP của thế giới tính theo danh nghĩa và 37% GDP toàn cầu tính theo sức mua tương đương PPP. Có thể thấy trong 6 quốc gia mới kết nạp, Ethiopia là nước có thu nhập thấp duy nhất. Thủ tướng nước này cho rằng đây là khoảnh khắc tuyệt vời đối với Ethiopia. Còn với Argentina, quốc gia này đang phải đối mặt với những vấn đề kinh tế nghiêm trọng. Tư cách thành viên mới có thể là lối ra tiềm năng để nước này thoát khỏi khủng hoảng. Đây có thể là một kịch bản mới cho đất nước. Với những thành viên hiện hữu, việc mở rộng này cũng mang đến những lợi ích riêng. Giám đốc chương trình châu Mỹ tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết, quyết định mở rộng là một chiến thắng đối với Trung Quốc và Nga vì họ đã vận động việc này trong hơn 5 năm qua. Có thể nói, việc bổ sung thành viên không ảnh hưởng quá nhiều đến cơ cấu hiện tại của khối. BRICS mới vẫn tiếp tục bị Trung Quốc và Ấn Độ thống trị cả về dân số và kinh tế. Kết hợp lại, 6 thành viên mới sẽ chiếm khoảng 10% tổng GDP của khối, vì Ả Rập Xê Út là tân binh duy nhất có nền kinh tế nghìn tỷ đô la Mỹ. Trong một thời gian dài, G7 chi phối quyền quản lý và ra quyết định đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, khi các thành viên BRICS tăng trưởng nhanh chóng, ảnh hưởng và tham vọng chung của họ bắt đầu tăng lên. Sự trỗi dậy kinh tế ngoạn mục của Trung Quốc nói riêng đã định hình lại chuỗi thương mại, đầu tư và cung ứng toàn cầu. Năng lực sản xuất, thị trường tiêu dùng rộng lớn và tăng trưởng nhờ đổi mới đã đưa đất nước này lên vị trí thứ hai trong nền kinh tế thế giới. Ấn Độ tuy còn chậm vài bước, nhưng dân số đông đảo và ngành công nghệ nhộn nhịp của nước này đã giúp họ trở thành siêu cường kinh tế thứ hai trong BRICS. Dẫu vậy, ở chiều ngược lại, tỷ trọng trong GDP toàn cầu của Nga, Brazil và Nam Phi lại giảm trong hai thập kỷ qua. Mặc dù ba quốc gia này không phát triển mạnh như mong đợi, nhưng tổng GDP của năm thành viên khối đã vượt qua G7 vào năm 2020, nếu tính theo sức mua tương đương PPP, tức được điều chỉnh theo sự khác biệt với sức mua.
Theo IMF, khối này sẽ chiếm tổng cộng 32,1% GDP toàn cầu trong năm nay. Con số này tăng từ mức chi 16,9% năm 1995 và cao hơn mức 29,9% của G7. Sự trỗi dậy của các thành viên BRICS, mặc dù vẫn có thách thức và sự chênh lệch trong nhóm, đã tăng thêm sức nặng cho những tiếng nói khác biệt với các chính sách của G7 do phương Tây lãnh đạo. Có 23 nền kinh tế đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS, nhưng phải có sự đồng thuận của cả 5 thành viên thì mới được kết nạp. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, ngành du lịch Pháp đã và đang phục hồi mạnh mẽ. Trong năm nay, Pháp kỳ vọng ngành du lịch của nước này sẽ tiếp tục khởi sắc hơn nữa. Trong phát biểu mới nhất, Bộ trưởng Du lịch Pháp khẳng định ngành công nghiệp không khói của nước này đã có một mùa hè rất sôi động. Pháp hiện là nước đón lượng du khách lớn nhất thế giới và doanh thu ngành du lịch chiếm tới 8% tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia châu Âu này. Theo Bộ trưởng Du lịch Pháp, căn cứ vào số liệu ước tính hiện tại, doanh thu từ khách nước ngoài của Pháp trong năm nay có thể lên tới 67 tỷ euro, tương đương 72,42 triệu đô la Mỹ. Con số này cao hơn hẳn doanh thu 58 tỷ euro trong năm ngoái. Ngành du lịch và lữ hành toàn cầu đã phục hồi trong 2 năm qua, khi các nước lần lượt gỡ bỏ các lệnh phong tỏa nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19. Tháng trước, các hãng hàng không và chuyên gia phân tích cho biết lượng lớn du khách Bắc Mỹ tới các điểm du lịch nổi tiếng của châu Âu sẽ giúp các hãng hàng không tăng mạnh doanh thu từ quý này. Nhu cầu mua sắm tăng cao vào dịp hè là cơ hội để thúc đẩy việc kinh doanh các mặt hàng thời trang. Tại các trung tâm mua sắm ở Trung Quốc, đây là dịp mà kinh doanh outlet nở rộ. Người tiêu dùng rất chuộng loại hình mua sắm này bởi họ được mua hàng xịn với giá cả phải chăng. Hình thức kinh doanh outlet đã và đang trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia, đưa hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng thông qua tổng kho với mức giá chiết khấu cao. Tại các trung tâm mua sắm outlet ở Trung Quốc, các sản phẩm thời trang tới từ các thương hiệu có tên tuổi với mức giá chiết khấu đang thu hút rất nhiều khách hàng. Nhiều ưu đãi được tung ra khiến người tiêu dùng không ngần ngại chi tiêu mua sắm, thậm chí họ còn tỏ ra rất hứng thú. Không chỉ có những khách hàng sinh sống trong khu vực, sự hấp dẫn của loại hình kinh doanh outlet còn thu hút cả những khách mua hàng từ các địa phương khác. Khi tới các trung tâm mua sắm outlet, ngoài các cửa hàng bán lẻ, khách hàng còn có nhiều lựa chọn cho việc ăn uống và giải trí, cực kỳ tiện lợi. Tôi nghe nói đồ ở đây rẻ hơn nên hôm nay tôi đến đây để mua. Đây là lần mua sắm thứ hai của tôi. Tôi đã mua sắm lên tới gần 10.000 nhân dân tệ, khoảng 1.360 đô la Mỹ. Bằng sức hút mạnh mẽ của mình, các trung tâm mua sắm outlet cũng đã trở nên phổ biến đối với những người tiêu dùng quan tâm đến giá cả ở trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc. Chúng tôi hiện có từ 300 đến 400 nhóm khách hàng vào thứ Bảy và Chủ nhật. Lượng khách đến cửa hàng tăng lên một phần là do các chính sách giảm giá và các khuyến mại khác. Để đáp ứng nhu cầu mua sắm giá tốt ngày càng tăng của người tiêu dùng, một trung tâm mua sắm outlet có thiết kế riêng đã quyết định mở rộng kinh doanh bằng cách thu hút nhiều thương hiệu hơn. Hơn 10 thương hiệu mới đã mở cửa hàng ở đây và hàng chục cửa hàng nữa dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay, bao gồm cả các cửa hàng đại lý nội địa đầu tiên cho một số thương hiệu. Dữ liệu từ Hiệp hội Thương mại Tổng hợp Trung Quốc cho thấy, vào năm ngoái, các trung tâm mua sắm outlet ở Trung Quốc đã thu về doanh thu hơn 210 tỷ nhân dân tệ, khoảng 28,7 tỷ đô la Mỹ. Tăng 8% so với một năm trước. Trong nửa đầu năm 2023, lĩnh vực kinh doanh này tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với doanh thu đạt 130 tỷ nhân dân tệ, khoảng 17 tỷ đô la Mỹ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, bơ nổi tiếng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao được rất nhiều nhà nông lựa chọn làm cây chủ lực trong phát triển kinh tế. Với mục tiêu trở thành quốc gia hàng đầu trong ngành bơ trị giá hàng tỷ đô la, Uganda đang cố gắng phát triển với mục tiêu trồng hơn 1 triệu mẫu bơ trong thời hạn 5 năm. Bơ là một siêu thực phẩm, rất thơm ngon và bổ dưỡng, đặc biệt là giống bơ Hass. Giống này luôn được đánh giá cao bởi phần thịt quả béo ngậy và hương vị hấp dẫn. Bơ còn được cho là vàng xanh vì giá bán cao và đã trở thành một ngành kinh doanh sinh nhiều lợi nhuận cho nông dân ở Uganda. Theo Cơ quan Tư vấn Nông nghiệp Quốc gia Uganda, hơn 5 nông trường bơ thương mại đã được mở ra ở nước này kể từ năm 2018. Nó mang lại lợi nhuận rất tốt và là loại cây trồng có thể dễ dàng chăm sóc và quản lý. Khi bạn so sánh với các cây trồng khác, bơ có năng suất rất cao. Thị trường bơ toàn cầu được định giá 14,85 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng trưởng 7,3% mỗi năm trong 7 năm tới. Để khai thác thị trường đang phát triển này, Uganda đang khuyến khích nhiều nông dân trồng trọt hơn. Nếu chúng tôi thuyết phục được 500.000 nông dân trồng loại bơ Hass trong thời gian 5 năm với diện tích ít nhất 1 triệu mẫu, chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu trong vòng 5 năm. Để đạt được mục tiêu này, chính phủ Uganda hiện đang trợ cấp chi phí cây giống. Chúng tôi đã đưa ra chiến lược chia sẻ chi phí nuôi trồng với nông dân. Chúng tôi trả 70% chi phí cây giống và sau đó nông dân trả 30%.
Ngoài việc kinh doanh trái cây, các nhà vườn Uganda còn sản xuất dầu ăn và các sản phẩm dưỡng tóc từ bơ. Hiện Kenya là nhà sản xuất quả bơ lớn nhất ở châu Phi, tiếp theo là Nam Phi và Tanzania. Uganda đang nỗ lực tăng sản lượng và cạnh tranh với họ bằng cách khai thác được càng nhiều giá trị từ trái cây này càng tốt. Sau khi chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu và báo cáo một số quyết định của Thông tư 06 hạn chế cho lĩnh vực bất động sản vay vốn, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 10 nhằm ngưng hiệu lực một số quyết định tại Thông tư 06 theo hướng dẫn người dân, doanh nghiệp vẫn được vay ngân hàng trong các trường hợp nhất định. Hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều có thể hưởng lợi từ thông tư này. Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, khoản 8, khoản 9 và khoản 10 thuộc điều 8 của Thông tư số 39/2016 được ban hành với mục đích cao nhất là kiểm soát chất lượng tín dụng thông qua việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn của các khách hàng nhằm đảm bảo an toàn cho hệ thống tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, hiệp hội liên quan đến bất động sản cho rằng các quy định này đã dựng nên rào chắn trong tiếp cận tín dụng. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã sửa đổi thông tư này để hỗ trợ cho quá trình tái cấu trúc của các doanh nghiệp ngành bất động sản thông qua chuyển nhượng vốn tại các dự án cho các nhà đầu tư có năng lực vận hành tốt hơn hoặc thông qua cơ chế hợp tác kinh doanh với đối tác. Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có hành lang pháp lý để có thể cho vay đối với người đi mua bất động sản chưa có đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép bán hàng nhưng đã đủ các điều kiện về pháp lý. Ngoài ra, điều này cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp bất động sản trong việc đi vay để đầu tư, mở rộng quỹ đất hoặc đầu tư vào một dự án mới. Giới chuyên gia kỳ vọng với việc chính phủ liên tục có các biện pháp tháo gỡ, sửa đổi khung pháp lý cho bất động sản và mặt bằng lãi suất trên thị trường liên tục hạ nhiệt, nhóm bất động sản vẫn được kỳ vọng sẽ dần quay trở lại cuối năm 2023 và đặc biệt là hồi phục rõ rệt hơn trong năm 2024. Theo công ty chứng khoán ACB/ACBS, hầu hết các doanh nghiệp bất động sản đều có thể hưởng lợi từ thông tư này. Tuy nhiên, các doanh nghiệp bất động sản được kỳ vọng hưởng lợi nhiều nhất là công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc Nova Novaland, công ty cổ phần phát triển bất động sản Phát Đạt và công ty cổ phần tập đoàn Đất Xanh. Theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước công bố, 6 tháng đầu năm 2023, tín dụng bất động sản tăng trưởng 4,68%, tương đương với tốc độ tăng trưởng tín dụng chung 4,73%. Đặc biệt, tín dụng kinh doanh bất động sản tăng trưởng với tốc độ cao hơn rất nhiều, 17,4%, cho thấy những giải pháp tháo gỡ khó khăn của chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã bắt đầu phát huy tác dụng. Dòng tiền trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đổ mạnh vào thị trường cho thấy tâm lý hưng phấn lẫn độ kỳ vọng rất cao cho thị trường tháng 9, dù đã có một số phiên sụt giảm mạnh tới 4,5% trong tháng 8. Điều này làm nhiều người tự hỏi liệu rằng đây có phải là một cơ hội giải ngân tốt cho các nhà đầu tư chậm chân trong giai đoạn trước và đâu sẽ là nhóm ngành hàng tiếp theo mà dòng tiền thông minh nên để ý tới. Mời quý vị cùng theo dõi cuộc phỏng vấn của phóng viên truyền hình VOV với chuyên gia phân tích công ty chứng khoán Joanta Phí Vĩnh Quý để hiểu rõ hơn về xu hướng của thị trường. Cảm ơn anh đã tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Sau khi VN-Index có một phiên sụt giảm rất lớn lên đến 4,5%, thì liệu đây có phải một khoảng thời gian hợp lý để các nhà đầu tư lỡ chậm chân trong giai đoạn trước bước vào thị trường? Và liệu anh có lời khuyên nào cho những nhà đầu tư lỡ mua phải vùng giá quá cao như là khi VN-Index trên vùng 1.240 điểm? Nếu mà mình nhìn một cách tổng thể thì trong những cái thời kỳ ngắn hạn, ví dụ chúng ta nhìn khoảng 3 tháng hay là một vài tháng, thì cái việc mà tham gia thị trường ở cái thời điểm này nó sẽ rất là khó đưa ra một cái đánh giá cụ thể. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn trong một cái khoảng thời gian nó dài hơn một chút, ví dụ chúng ta nhìn trong cái khoảng thời gian mà khoảng tầm 5 hay là 3 hay 5 năm đi, thì ở cái thời điểm định giá hiện nay, định giá chung của thị trường nó vẫn là cái vùng gọi là khá là hấp dẫn. Định giá về P/B cũng như là P/E nó chỉ đâu đấy là tương đương khoảng giữa năm 2020 thôi. Và nếu mà so với những cái thời kỳ như thế nào 2018 hay là 2021, 2022, thì cái mức định giá chung của thị trường tôi cho rằng nó vẫn đang ở cái mức khá là hấp dẫn. Và đối với những cái nhà đầu tư mà chậm chân với cái sóng tăng cổ phiếu từ khoảng đầu năm đến giờ ấy, thì nếu mà chúng ta nhìn có một cái nhìn chung và dài hạn thì thời điểm hiện nay chúng ta vẫn có thể tham gia được thị trường và vẫn có thể là chọn lọc những cái cổ phiếu phù hợp để mà đầu tư và nắm giữ. Và ở thời điểm này thì tôi đánh giá là thị trường nó vẫn còn rất nhiều cơ hội tiềm năng. Đối với những nhà đầu tư mà đã mua ở cái vùng giá khá cao cái đợt vừa rồi và gọi là chứng kiến cái sự sụt giảm tài sản của mình ấy, thì dĩ nhiên là có những cái mã nó giảm 10 hay là thậm chí 15-20%, thì có những nhà đầu tư là có những cái danh mục ở trạng thái thua lỗ khá là sâu rồi. Đấy, thì cái vấn đề đối với những cái nhà đầu tư mà ở cái trạng thái như vậy thì chúng ta sẽ phải nhìn lại cái danh mục cái cổ phiếu của mình, xem là những cái cổ phiếu của mình đang đầu tư, đang nắm giữ ấy, cái đánh giá cái triển vọng của những cái cổ phiếu đấy. Nếu mà những cái cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu về cơ bản nó khá là tốt, hoạt động kinh doanh của nó tương đối ổn định và chúng ta thấy rằng là cái mức định giá nó không phải là cái mức định giá có rủi ro ấy, thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ.
vẫn có thể nắm giữ, vẫn có thể chờ tin tưởng vào cái hoạt động kinh doanh nó được cải thiện trong cái những cái quý tiếp theo thì cái cổ phiếu nó có thể hồi phục. Tuy nhiên là nếu mà danh mục chúng ta mua dính những cái cổ phiếu mà có tính đầu cơ cao, mua ở cái mức định giá quá cao, hoặc là những cái cổ phiếu mà trong danh mục chúng ta nắm giữ nó là những cái cổ phiếu về bản chất nó khá là rủi ro ấy, thì chúng ta sẽ phải cân nhắc là trong những cái sóng ngắn như vậy chúng ta có thể phải chấp nhận phải cắt lỗ, phải cơ cấu danh mục làm sao để mà mình có một cái danh mục mà nó tương đối an toàn và nó về mặt chung và dài hạn nó phải tích cực, nó phải hỗ trợ cái hoạt động đầu tư của mình. Còn trong những cái chu kỳ, trong những cái biến động ngắn hạn ấy, thì có rất nhiều những cổ phiếu mà nó có những cái biến động rất là lớn và đó là cái mà vấn đề quản trị rủi ro mà nhà đầu tư cần phải quan tâm. Cũng có nhiều người cho rằng những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn như này là một cơ hội tốt để dòng tiền dần chuyển dịch từ những nhóm cổ phiếu đã tăng quá nóng trong thời gian qua sang những ngành tiềm năng khác. Vậy theo anh, những nhóm ngành nào sẽ là nơi mà các nhà đầu tư nên để ý trong giai đoạn tiếp theo? Tình hình kinh tế năm nay thì chúng ta thấy là cái mặt bằng chung của nền kinh tế nó vẫn còn khá là khó khăn. Những cái ngành mà đầu tàu của nền kinh tế, ví dụ chúng ta thấy là những cái ngành mà đầu tàu trên thị trường chứng khoán, ví dụ như ngành bất động sản nó vẫn rất khó khăn này. Ngành ngân hàng thì năm nay cũng đối mặt với cái chi phí vốn rất là cao và cái biên lợi nhuận nó không tốt như những cái năm trước đây. Tuy nhiên chúng ta nhìn cái câu chuyện dài hạn hơn một chút, chúng ta nhìn ở thời điểm cuối 2023 hoặc nhìn sang 2024 đi, thì chúng ta sẽ thấy là trên thị trường ấy, nó vẫn còn rất nhiều những cái câu chuyện. Ví dụ như thể ngành ngân hàng thì năm nay là ngành ngân hàng đối mặt với cái chi phí huy động rất là cao, đó là những cái món vay, những cái món mà huy động tiền gửi của người dân từ thời điểm cách đây khoảng 6 tháng đến 9 tháng. Lãi suất thời điểm đó trên thị trường nó lên đến đâu đó khoảng 11 đến 12%. Thì bây giờ chúng ta thấy cái câu chuyện là cái lãi suất huy động ấy, nó đã giảm rất sâu rồi. Nó về cái mức đâu đấy khoảng 6 đến 7%, thậm chí dưới 6%. Thì cái đó ấy, nó sẽ phản ánh vào cái báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng trong vòng 2 đến 3 quý tiếp theo. Thì tôi cho rằng là cái NIM, tức là cái biên lãi thuần của các ngân hàng ấy, nó sẽ cải thiện trong những cái quý đầu của năm 2024 và cái kết quả kinh doanh của cái ngành ngân hàng ấy, nó sẽ khá là tích cực trong năm sau. Mặc dù là ngành ngân hàng vẫn đối mặt với các áp lực nợ xấu. Và ngoài ra ấy, thì có một cái điểm mà tôi thấy ngành ngân hàng nó còn rất nhiều triển vọng là chúng ta thấy là trong những cái cổ phiếu ngân hàng ấy, còn rất nhiều những cái cổ phiếu mà nó chưa phục hồi được nhiều. Tức là ngày xưa cái thời điểm mà VN Index nó ở cái vùng 1.300-1.400 thì rất nhiều cổ phiếu ngân hàng nó lên cái vùng đỉnh rất là cao. Và sau khi sập một cái nhịp rất sâu trong 2022 thì hiện nay rất nhiều cổ phiếu trong ngành ngân hàng nó vẫn hồi phục khá là thấp và nó hồi phục thấp hơn cả mức VN Index. Thì đó là những cái cơ hội mà chúng ta có thể nghiên cứu và cân nhắc. Ngoài ra thì chúng ta thấy là trong năm 2023 này chúng ta vẫn đang còn cái câu chuyện rất là tích cực từ đầu tư công. Tức là nửa đầu năm 2023 thì kinh tế của chúng ta rất là khó khăn, tăng trưởng rất là thấp và chính phủ thì rất đang cố gắng đẩy mạnh cái hoạt động đầu tư công trong nửa cuối năm 2023 để mà làm sao cho cái nền kinh tế nó được thúc đẩy, được phát triển. Thì cái câu chuyện giải ngân vốn đầu tư công ấy nó cũng sẽ mang đến những cái câu chuyện tích cực cho một số những cái doanh nghiệp trong cái ngành mà có liên quan đến hoạt động đầu tư công. Thì đó là những cái cổ phiếu mà chúng ta cũng có thể là quan tâm và tìm hiểu. Còn trong ngắn hạn, trong cái thời gian sắp tới thì gần đây chúng ta thấy báo chí đưa tin là Tổng thống Joe Biden là chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Và khi mà Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam ấy, thì chúng ta thường là thấy là sẽ có những cái hợp đồng kinh tế sẽ được ký kết và một số những cái doanh nghiệp mà có hoạt động kinh doanh phục vụ cho xuất khẩu vào thị trường Mỹ, tôi nghĩ là có thể sẽ có những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi. Thì những cái ngành mà chúng ta xuất khẩu vào Mỹ rất là nhiều thì có những ngành như thế là dệt may, thủy sản. Thì đó là hai ngành mà chúng ta có cái kim ngạch xuất khẩu vào Mỹ rất là nhiều và chúng ta những nhà đầu tư có thể là quan tâm thì theo dõi những cái câu chuyện, những cái diễn biến của cái chuyến thăm của Tổng thống Mỹ xem là chúng ta có cái câu chuyện tích cực nào không thì có những cái doanh nghiệp có thể hưởng lợi từ cái chuyến thăm này. Xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay của chúng tôi.